Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một cái app cũng như một cái tóc cành để chúng ta đào. Đó chính là BTCS hay còn gọi là Satoshi. Và cái ký hiệu của cái tóc cành này là BTCS ha. Thì cái app này lúc trước em biết đây cũng mấy tháng, nhưng mà lúc trước chưa có đầy đủ thông tin. Và bây giờ thì cái dự án này nó rất là ngon nên là em quyết định chia sẻ cho mọi người. Thì có thể nói đây là cái dự án thứ hai của Bitcoin nha mọi người. Đây là cái dự án thứ hai của cái đội ngũ Bitcoin. Và cái app này nó sẽ khác với những cái app khác như thế nào, em sẽ chia sẻ cho mọi người. Thì cái video em sẽ chia làm hai phần. Đầu tiên là hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng trên cái app này. Và cái thứ hai là cái cách để chúng ta tạo và chúng ta KYC. Thì đây là cái giao diện tổng quan của nó nha. Và nó chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Và một số ngôn ngữ khác chưa có tiếng Việt của mình. Lúc đầu anh chị mới tạo được cái này á, thì cái app của nó, cái nền màu đen. Thì anh chị mình nhấp vào cái chữ mi giúp em. Chọn cái chữ lánh ruột nè. Như em nói là nó không có cái tiếng Việt ha. Chưa có thôi, chứ không phải là không. Cái chỗ đây mod ở phía trên bên phải nè. Chúng ta nhấp thì nó sẽ là này. Thì khi chúng ta thoát ra nó là màu tối nha. Còn khi mà chúng ta chọn lại thì nó sẽ là màu trắng. Thì tùy theo cái sở thích của mình. Rồi trước tiên á, chúng ta vào cái chữ word này nè. Đây, word này thì nó tiếng Anh không mà. Thì ở đây nè mọi người, nôm na là con đây á, là nó tổng hợp rất là nhiều cái lượng con. Hầu như là cái con uy tín, con sàn các kiểu luôn. Thì tăng hay giảm đều nó đều cập nhật theo cái số lượng thật ha. Đó, cho anh chị xem. Rồi, nó ở đây nè. Mấy cái này nè, nó tăng, mấy cái sàn nè, nó tăng hay nó giảm hay này kia là nó cũng có thông tin chỉ số hết. Rất là ok. New này, thì đây là những kiểu như là những cái tóc cành, cái con nó mới lít sàn á mọi người. Thì nó sẽ cũng hiển thị luôn. Hót ở đây. Đó, thì ở đây là những cái con mà nó hót ở đây, tức là cái con mà nó nổi, mới nổi, hoặc là nó đang thịnh, hoặc là nó được cái dòng vốn của nó cao này kia hen. Rồi anh chị có thể tìm thêm cái con khác. Ví dụ chúng ta gọi vào chữ sạch. Chúng ta như em nhấp vào cái chữ sau đi, Solana đi. Thì nó sẽ ra nè. Và Solana giao dịch với cái cặp tiền nào nó đều hiển thị ở trên đây hết luôn, anh chị thoải mái. Nên là em nói cái app này nó rất là ok luôn, rất là ưng ý mọi người. Ranking ở đây là sao? Thì ranking ở đây có nghĩa là như thế này. Cái xếp hạng mà cái lượt con nó tăng nhiều nhất, như cái thằng Cocos này thì nó cộng 22.72 thì nó sẽ sắp thấp xuống từ từ, mọi người thấy đúng không ạ? Đó. Rồi. Tiếp theo là cái chữ new. New ở đây á, là những cái tin tức mà họ cập nhật cũng rất là ok luôn. Tin tức game, tin tức dự án, tin tức tiền điện tử, rồi thông tin chính phủ liên quan những cái vấn đề mà Brayton này kia là hầu như có hết. Nhưng mà có một cái là nó tiếng Anh thôi, chưa có tiếng Việt. Anh chị nào có tìm hiểu thì cứ thêm tham khảo thêm. Rồi cái chỗ mi này, em nói sâu vào cái chỗ mi này ha. Thì ở đây nè, anh chị nhấp vào cái chữ mi trước đi. Rồi em sẽ dịch cho mọi người một số chữ tiếng Anh để mọi người có thể hiểu nha. Còn anh chị nào mà mình có kiến thức hơn thì có thể không cần. Rồi, chúng ta nhấp vào cái chữ mi. Rồi mọi người nhấp vào cái chữ Hùng Tỉnh 93 như là cái tên của chúng ta, thì chúng ta sẽ xem. Cái ở trên đó là xác thực tên thật. Thì như em là Nguyễn Hùng Tỉnh, ở phía dưới này là cái mọi người có thể nhập cái ID như là căn cước công dân hay chứng minh nhân dân hay là cái passport của mọi người á để chúng ta xác thực nha. Cái đó là chúng ta nhập lúc chúng ta tạo. Rồi trên nickname. Trên nickname này mọi người có thể là mọi người có thể đổi cái nickname, cái tên nickname của mình thành cái tên khác ha. Rồi trên password là thay đổi password nè. Rồi mật khẩu tài sản. Thì mật khẩu tài sản này mọi người cũng có thể là nhập với cái mật khẩu của password của mình luôn. Hoặc là nhập khác cũng được ha. Rồi trên mail là mọi người cũng có thể thay đổi thành một cái email khác kết nối với cái tài khoản này, trong trường hợp mà chúng ta mắc cái tài khoản email kia. Rồi exit là mọi người thoát ha. Đó là cơ bản như vậy. Rồi tiếp theo nè, ở dưới mọi người thấy cái chữ BTCS không? Như em mới đào cũng khá là lâu nhưng mà chỉ được có 0.27 thôi. Rồi cái app này nó cho chúng ta nhận BTC nữa nha mọi người, nhưng mà số lượng rất là ít và hiện tại nó cũng như là không còn luôn. Rồi Ethereum luôn em cũng không có ha. Đó, hành trình khai thác thì cái này em sẽ giới thiệu sau. Rồi tiếp cái dòng 2 quốc setting là cài đặt trích dẫn. Đó, thì cái này nó cũng không có quan trọng lắm đâu anh chị. Nó cũng là
bình thường trong cái app đó thôi, anh chị không nên vào những cái này ha, có nghĩa là của nó tự nhiên sao cứ để vậy đi, tại vì nó không có quan trọng lắm. Rồi thiết lập cá nhân như hồi nãy em nói ha. Rồi cơ bản nè là xong. Quan trọng mọi người thấy cái chữ minion, cái biểu tượng ở giữa mà màu vàng không đó, thì cái minion này em sẽ nhấn mạnh chia sẻ cho mọi người xem, tại vì cái này là cái chúng ta cần, bởi vì chúng ta đào nó. Thì khi mọi người nhấp vào cái chữ minion á, thì mọi người thấy ở phía bên ở chính giữa nó có cái chữ minion mà nó đang xoay xoay tròn tròn nè, chúng ta sẽ nhấp vào đây thì chúng ta đào. Còn như em đã đào rồi á thì em sẽ nhấp vào cái chữ research btcs ở giữa nha mọi người. Mọi người xem nè, đây là nó sẽ thu thập những cái mà lượt btcs mà em đã đào, và những cái này nó đang chạy thì nó sẽ thu lên trên phía trên bên trái, mọi người thấy không ạ. Đây btcs thì em được 0.305.12939, rồi em vẫn có btc luôn, mà btc nó em được có 0.000232 à. Đây mọi người nhấp vào BTC Pay á, thì nó để là không có phổ biến ha, tại vì nó rất là ít. Thì cái app này là sau 24 giờ anh chị sẽ vào nhấp một lần. Đó. Anh chị có thể rảnh lúc nào chúng ta vào lúc đó, chúng ta để lấy những cái tóc cành mà chúng ta đã đào rồi cũng được nữa. Nhưng mà 24 giờ mình vào vẫn không sao. Ha. Đó, chỉ như vậy thôi. Thì bây giờ á là chúng ta đào, nó chưa cho rút. Sau này thì họ sẽ phát triển đến một cái giai đoạn có thể là nửa năm đến cuối năm nay chúng ta sẽ rút ha, rất là ok nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người cái cách để chúng ta tạo, chúng ta đào cái này. Nói chung đây là dự án mà rất là tiềm năng của dự án BTC. Thì khi mọi người xem cái video này của em á, mọi người vào cái phần mô tả phía dưới video, chúng ta nhấp vào cái đường link sẽ đưa cho mọi người đến một cái giao diện để chúng ta có thể tạo cái tài khoản này nhanh nhất nha. Và khi mọi người nhấp vào cái đường link á thì nó sẽ đưa mình đến cái trang của Google nha mọi người. Nên là anh chị sẽ làm như thế này. Nè, đây là cái giao diện của nó. Rồi, thì tới đây nha anh chị, chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ Register and Submit In. Rồi, sau đó mình sẽ nhấp cho em cái email ha. Thì cái email nào mà chúng ta thường sử dụng đó mọi người ha. Đó, rồi chúng ta nhấp vào cái chữ net. Thì họ sẽ gửi về cho mình một cái mã contract để chúng ta có thể nhập vào đây. Mọi người vào cái Google Gmail đó, chúng ta kiểm tra cho em. Đây mọi người, có liền ha. Nếu anh chị sử dụng nhiều cái Gmail thì chúng ta phải kiểm tra đúng Gmail của mình mới được. Thì mọi người nhắc vào dùm em là 840958, cái mã của nó 840958. 840958. Rồi net. Rồi. Tới đây nè, mọi người sẽ nhập cho em cái mật khẩu ha. Thì cái mật khẩu thường thường nó sẽ như thế này mọi người, chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Đây như em nhập cái chữ Hùng 90. Rồi. Sao? Ở dưới đây mình nhập lại, Hùng là chữ H viết hoa nè. 90 sao. Ha. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ register giùm em. Rồi mọi người nhấp vào cái lưu mật khẩu luôn đi ha. Chúng ta nhấp vào lưu cái mật khẩu hoặc là không cũng được, nhưng mà em nghĩ lưu đi. Rồi ở đây có hai cách để chúng ta tải, thì mọi người có thể tải bằng cái app hoặc tải bằng cái APK. Thì em khuyên nó đã có app rồi thì tải bằng cái app đi cho nó lâu dài. Nhấp vào cái app này. Rồi chúng ta nhấp vào cái chữ cài đặt ha. Nói chung cái dự án này nó sẽ bùng nổ và nó sẽ giá khá là cao nha mọi người. Em nói thật luôn. Giờ nó cho đào còn rất là ít. Rồi mình nhấp vào mở giùm em đi. Là xong đó. Thì tới đây nó giao diện màu đen như hồi nãy em nói đúng không ạ. Mình thích màu đen thì mình để màu đen, còn không thích thì nhấp vào chữ mi. Chúng ta nhấp vào chữ lán ruột, chúng ta chọn là chữ D, mod là chế độ ban ngày,
là xong nha anh chị. Rồi, nè mọi người thấy không? Chúng ta phải nhấp vào cái chữ sao meaning như em nè. À, tới đây nó kêu mình login, mình đăng nhập ha mọi người. Rồi, ok, đăng nhập luôn. Nhấp vào chữ me giùm em. Nhấp vào chữ link login. Nhập vào cái email hồi nãy mà chúng ta tạo á mọi người. Chúng ta nhấp vào cái email hồi nãy chúng ta tạo á. Đây, cái mật khẩu hồi nãy mình tạo thế nào thì mình sẽ nhập lại ha. Hùng90 sao. Ok. Rồi nhấp vào cái chữ meaning nha. Rồi anh chị nhấp vào cái chữ size giùm em. Query. Tới đây nè mọi người, chúng ta chưa có đào được đâu. Nó kêu chúng ta là cái gì? Phải xác minh cây xe luôn. Thì như mọi người đó, họ và tên cái nào là mọi người nhập như giùm em cái đó ha. Còn Nguyễn Hùng Tỉnh thì ID dưới đây nè. Mọi người có thể nhập bằng cái chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc passport ha. Bằng lái xe vẫn được, nhưng mà cái bằng lái xe thì em nghĩ cái khả năng nó không cao. Mình nhập ở đây ha, một cái dãy số đi của mình xong đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ nhập vào cái chữ Safai. Rồi chúng ta nhập vào, nó hỏi có cho phép thông nhận thông tin thiết bị không, thì mình nhập vào cái luôn cho phép. Rồi chỉ cho phép khi dùng ứng dụng, chỉ cho phép khi dùng ứng dụng luôn. Rồi tới đây nè, thì cái phần này thì em sẽ có chung gì vấn đề cá nhân nên em không có cho mọi người thấy mặt được ha. Thì tới đây chúng ta phải xác thực, và mọi người, cách mọi người xác thực á, là mọi người phải để làm sao cho cái khuôn mặt của chúng ta không quá gần không quá xa, nó vừa nằm cái vòng tròn này ha, nó vừa nằm cái vòng tròn hồi nãy. Và khi mọi người để nó khớp á, thì nó sẽ có cái chữ tiếng Anh á, thì nó sẽ đòi hỏi mình là quay trái quay phải, quay trên và quay dưới. Và chúng ta quay là chúng ta quay vừa thôi. Và khi chúng ta để cái mặt, khuôn mặt chúng ta vừa khớp với cái vòng tròn đó, thì nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta theo cái mũi tên. Thì nó kêu qua trái thì mọi người lắc nhẹ qua trái. Rồi mọi người xem lại, nó quắc lắc qua phải thì chúng ta lắc qua phải. Nó lên trên thì chúng ta lắc lên trên, mà nó xuống thì chúng ta lắc xuống dưới ha. Nói chung mọi người nhìn cái gương mặt nó sẽ hiển thị cho mọi người hết. Hôm bữa em làm nó cũng khá là lâu, tại bây giờ em sẽ chỉ ra cho mọi người như vậy. Em không xác minh đó, tại vì cái này là cái tài khoản ảo của em. Em làm để chia sẻ, còn cái tài khoản thực em đã làm rồi. Nếu như em làm hai cái tài khoản thì mọi người biết sao không? Sau này nó quét á, thì nó sẽ ban em. Nên là mọi người thông cảm em vấn đề này nha. Anh chị cố gắng làm. Rồi chúng ta làm xong, chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ sao meaning và chúng ta cứ đào thôi. Còn khi nào bán được thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người hết mình luôn. Mọi người yên tâm vấn đề đó nha. Rồi em xin phép dừng video tại đây. Có thắc mắc gì cứ bình luận dưới phần mô tả, em sẽ giải đáp cho mọi người. Chúc anh chị thành công nha. Cái giá này của con này sau này nó cũng không thua gì cái B&B mấy trăm đô bây giờ đâu, em nói thật nha.